Không biết những ai đang xem video này có cùng cái suy nghĩ là sẽ về hưu ở tuổi 40 không nhỉ? Riêng mình đó là cái mục tiêu để mình phấn đấu. Những khi nhà bếp có dư rau củ quả hoặc bị héo úa thì nhà mình sẽ cho vào cái thùng xanh này để ủ. Khoảng vài tháng sau, nhà mình đem ra để bón cây, rất giàu chất dinh dưỡng thay cho phân hóa học. Trong thùng này hoàn toàn không chứa thức ăn nấu chín hoặc thịt cá. Mùa xuân đã kéo đến ngay trước sân nhà. Đây cũng là lúc bà con nông dân bất đắc dĩ bên này trồng rau, ươm hạt, trong đó có tụi mình. Làm vườn tại đất nước có khí hậu ôn đới như Thụy Sĩ thì quả là điều không hề dễ dàng. Phải canh thời tiết và tranh thủ trồng khi nhiệt độ ấm dần lên. Với những loại rau của Việt Nam như rau muống, tía tô, rau răm, diếp cá không chịu được lạnh nên cần phải trồng và thu hoạch sớm trước khi nhiệt độ xuống thấp, bắt đầu vào tháng 9, tháng 10. Mình không phải là người đảm đang trong vụ vườn tược, nhưng cũng cố gắng vun vén chăm sóc tốt nhất có thể. Good morning. Tụi mình có thể quần quật ngoài vườn cả ngày trời chỉ để đào, bới, xới, cắt tỉa, đúng nghĩa như một con sen thực thụ. Nhưng cảm giác được hòa mình với thiên nhiên và giảm căng thẳng rất nhiều. Làm vườn bên này còn phải đối mặt và giải quyết những con ốc phá hoại như mình đã đề cập trong cái video trước. Và nếu xem kỹ trong video này, cả nhà sẽ thấy hình bóng của người xưa xuất hiện. Một chiếc mèo pha khe đang ngồi trước cửa để chờ được vô nhà ăn ké, ngủ ké vài tiếng đồng hồ. Nghe hàng xóm đồn rằng chủ nhân của ẻm đã dọn đi nơi khác, bỏ ẻm bơ vơ nên mấy ngày hôm nay ẻm xuất hiện để xin ăn. Đây là cánh đồng hoa cải và được dùng để chế biến dầu ăn. Nhưng cũng có người nói rằng là có thể dùng để chế biến dầu cho xe chạy thay thế dầu diesel. Sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Hello baby. Bảy mì. Vậy sao? Vậy đi kiếm tôi hả? Đi xin ăn hả? Đi xin ăn rồi đi xin ngủ hồi cái tâm tối sắp đít đi bụi hả? Đi kiếm gái đúng không? Có thèm ở với tôi đâu mà cứ đi kiếm tôi hoài.